các phố đi bộ ở khu vực trung tâm đang quá tải. Thời gian gần đây, không gian đi bộ quanh Hồ Gươm Hoàng Kiếm, không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn Tây Hồ và điểm hẹn đi bộ theo sự kiện ở phố Bích Họa Phùng Hưng Hoàng Kiếm đã tạo dựng được một điểm đến, điểm nhấn của thủ đô, tạo ra không gian vui chơi, thư giãn cho cộng đồng dân cư, du khách trong và ngoài nước. Một điều dễ nhận ra là các không gian phố đi bộ nói trên đều nằm tại khu vực phố cổ vốn là trung tâm của thủ đô, nơi tập trung tất cả những dịch vụ giải trí, vui chơi, mua sắm của người dân Hà Nội. Xét về mặt văn hóa, nơi đây là điểm đến cộng đồng, nhưng về mặt địa lý, nơi đây lại khá xa cho cư dân các khu vực phía tây thủ đô. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết, phố đi bộ Hoàng Kiếm là một sáng kiến tuyệt vời của Hà Nội, khiến rất nhiều gia đình, trong đó có gia đình tôi tìm được chỗ vui chơi giải trí thú vị mỗi dịp cuối tuần. Tuy nhiên, địa điểm này lại khá xa khu vực tôi đang sinh sống nên đôi khi muốn đi thì cũng ngại di chuyển, chị Thanh chia sẻ. Đồng quan điểm với chị Thanh, anh Hoàng Tân Hà Đông, Hà Nội, cũng chỉ ra các yếu tố khiến anh không thể thường xuyên đưa gia đình đi chơi ở tuyến phố đi bộ ở trung tâm. Từ nhà tôi lên Hồ Hoàng Kiếm khá xa, khoảng 15 km nên việc di chuyển khá khó khăn. Hơn nữa, phố đi bộ ngày một quá tải, chen chúc. Cùng với đó, việc gửi xe để vào phố cũng là một vấn đề, thường là phải để xe khá xa mới có thể vào phố đi bộ chơi, đặc biệt là ngày cuối tuần, anh Tân nói. Hiện nay, nhiều quận, huyện của Hà Nội cũng đang nghiên cứu tiếp tục mở các tuyến phố, không gian đi bộ để giảm tải cho vùng trung tâm thành phố. Tuy nhiên, để hình thành tuyến phố đi bộ không đơn giản là việc ngăn đường cấm xe, mà cần tạo ra không gian văn hóa đúng nghĩa cho người dân. Phố đi bộ cần phải đủ rộng để có các hoạt động ngoài trời, đủ đẹp để đi bộ thưởng ngoạn thư giãn và hơn nữa nó vẫn phải có những nét đặc trưng của Hà Nội để người dân và du khách nước ngoài thỏa mãn khám phá kiến trúc, văn hóa bản sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến mà không phải chen chúc, xô bồ. Có thể nói, Hà Nội hiện đang đứng trước bài toán đầy thách thức. Phố đi bộ tại Themanor Sen Trang 3 điểm đến mới lý tưởng. Hiểu được nhu cầu cấp thiết của cộng đồng, cùng mong muốn tạo dựng những điểm đến mới trong lòng thủ đô, chủ đầu tư Bitexco đã tạo nên một phố đi bộ tấp nập ngay trong lòng khu đô thị quy hoạch mở thông minh Themanor Sen Trang 3. Với chiều dài gần 1 km, chạy dọc theo những dãy nhà phố thương mại sầm uất, phố đi bộ tại Themanor Sen Trang 3 không chỉ kết tinh ảnh hưởng giao thương nơi 36 phố phường, mà còn hội tụ tinh hoa của những đô thị phồn vinh như Dân Gia Nhật Bản hay Soho Manhattan Mỹ. Phố đi bộ tại khu đô thị quy hoạch mở thông minh Themanor Sen Trang 3. Không còn nữa những hối hả còi xe mà đổi lại là sự thảnh thơi, thư giãn, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hoàn hảo cho cư dân thủ đô thông dong tản bộ ngày cuối tuần. Ở đó, bất cứ ai cũng có thể hòa mình vào dòng người trên con phố đi bộ tấp nập ngay trước cửa, nhấp nhẹ môi thưởng thức ly cà phê cuối tuần và cùng gia đình tận hưởng những hoạt động văn hóa thú vị hay thỏa sức mua sắm tại những dãy phố sofa xe sầm uất. Bằng tầm nhìn và sứ mệnh tiên phong trong lĩnh vực bất động sản cao cấp, chủ đầu tư Bitexco đã và đang dựng xây những công trình biểu tượng mang tầm quốc tế để kiến tạo nên những điểm đến mới, những giá trị sống khác biệt, bền vững cho cộng đồng. Và với phố đi bộ Themanor Sen Trang 3 cũng không là ngoại lệ. Nơi đây sẽ trở thành điểm đến mới sầm uất cho cộng đồng phía Tây Nam Hà Nội, góp phần hiện thực hóa giấc mơ biến Hà Nội thành thành phố đi bộ trong tương lai không xa. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ. Chu Hữu Tù, Bitexco Rao. Đơn vị phân phối độc quyền, Sen Lan. Hốt Line bán hàng, 888-464-345. Hốt Line chăm sóc khách hàng, 1900-299-999.